Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Tử vi học còn nói, mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh giàu nghèo khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng sẽ gặp được may mắn ngay từ trong những ngày đầu đời. Để có được thành công, họ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn và trắc trở mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi một năm trôi qua, ai trong số chúng ta cũng mong năm mới mình sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong năm 2023 Quý Mão, quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được ông trời ban nhiều phúc đức. Không những may mắn mà tài lộc cũng dồi dào. Đặc biệt, nửa đầu năm 2023 Quý Mão, quý anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cơ hội làm giàu có 1-2. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý trong năm 2023 sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ bước sang trang mới. Phần luận giải là số tử vi của chúng tôi được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua việc xem là số tử vi cho tuổi Nhâm Tý 1972 sẽ giúp quý vị nắm được toàn bộ vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp cũng như phần tình duyên gia đạo của mình. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thờ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng trong năm 2023. Theo góc nhìn tử vi tuổi Tý 2023, bước sang năm mới, vận khí của người cầm tinh con chuột sinh năm 1972 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, cũng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, tích cực thì sẽ khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Thực chất, gia chủ vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng, thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc hơn nữa trong tương lai. Chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của bạn. Ở phương diện sức khỏe, do ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế trong năm nay nên bạn cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh sao Thái Dương, vận hạn địa võng, hạn tam tai, gia chủ phạm tam tai. Nhâm Tý 1972 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai, gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, vì nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của hạn tam tai, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoang ốc, gia chủ không phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Mão, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh. Trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Xét về mối quan hệ thiên can, nhâm dương thủy gặp quý âm thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tý trong năm nay, cần nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 cần chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến 17 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Tý. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Nhâm Tý gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một các tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương là đệ nhất các tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng khí cắt lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán.
Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là 2 tháng đại cát. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng, vì thời điểm này là khoảng khắc sao Thái Dương đang viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật cung Thái Dương, Thiên Tử, Tinh Quân, Giáng Trần. Chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, trầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng. Trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào, chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật cung Thái Dương, Thiên Tử, Tinh Quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sau này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ách. Cụ thể, nên đeo trang sức hay là đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh, để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc. Ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc Myanmar. Gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn từng nói, xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này, gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu lầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn và phiền lòng. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Hóa giải, để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, sao chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng và cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhiều qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Luận tử vi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm mới bên gia đạo, gia chủ cần chú ý các bệnh liên quan đến tuổi già. Tháng 2, tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện trong tháng này. Tháng 3, việc làm ăn trong gia đạo của người tuổi Nhâm Tý gặp may mắn. Tháng 4, mọi việc trong tháng 4 của gia chủ từ hung hóa thành cát nhờ hưởng âm phúc của gia tiên ban cho. Tháng 5, có chuyện buồn trong gia đạo. Tháng 6, đây là tháng gia chủ có tin vui thêm người trong gia đình họ hàng. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng 7 kém, việc làm ăn kinh doanh buôn bán của con cháu thay đổi. Tháng 8, tháng này hao tốn tiền của, bên cạnh đó gia chủ chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi. Tháng 9, hòa khí trong gia đạo của gia chủ kém, bên cạnh đó cẩn thận quân san trộm đạo, mất mát tiền bạc của cải. Tháng 10, tháng này có tin vui trong nhà, cùng với đó việc làm ăn con cháu có nhiều may mắn, thuận lợi. Tháng 11, tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật ốm đau trong tháng này cũng nhanh khỏi. Tháng 12, mọi công việc diễn ra trong tháng cuối năm này cơ bản bình thường, chú ý việc di chuyển, xe cộ, đi lại. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, công danh của nữ mạng Nhâm Tý trong năm 2023 nhiều thăng trầm khó đoán. Mọi thứ diễn ra đều có thể coi là lý tưởng, bản mệnh nên hài lòng với tình trạng hiện nay. Cho năm trở nên có sự thay đổi hay mở rộng công ăn việc làm mới. Trong năm trở nên có sự thay đổi hay mở rộng công ăn việc làm mới, kẻo bản thân chịu nhiều thua thiệt. Áp lực không thể tránh khỏi nhưng hãy coi như cơ hội để rèn luyện bản thân, biến thách thức trở thành bàn đạp, nâng khả năng của bản thân lên, tự tin thể hiện năng lực thì khó khăn nào cũng qua. Các mối quan hệ xã giao không được qua loa xuề xòa, kẻo gặp nhiều phiền nhiễu do tiểu nhân càn quấy. Nên học cách nhìn người cẩn thận, hành xử cẩn trọng. Về tài chính,
Tài lộc của con giáp này trong năm Quý Mão 2023 có dấu hiệu hao tán, chủ yếu là dùng cho công việc làm ăn kinh doanh nhưng chưa có khoản lời lãi thu về. Việc hợp tác trong năm cần được suy xét cẩn thận, lựa chọn đúng người đúng việc, kẻo tốn tiền vô ích mà chẳng được việc. Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên đầu tư tiền bạc hay có sự mở rộng quy mô làm ăn ở thời điểm này, vì năm nay mọi thứ chưa có nhiều khởi sắc như mong muốn, thậm chí nếu cứ mù quáng mạo hiểm còn dễ gặp bất lợi, thua thiệt, khó thu hồi vốn. Về sức khỏe có thể kém cho bạn. Trong năm 2023, bạn sẽ có chức năng tiêu hóa kém hoặc là kém ăn do công việc là bận rộn, do đó đòi hỏi bạn phải duy trì và điều tiết đúng cách. Tốt hơn hết, bạn nên giữ chế độ ăn uống và tránh xa thực phẩm nhiều dầu mỡ. Vận trình sức khỏe của mệnh chủ Nhâm Tý trong năm 2023 khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là Cát Tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên, mệnh chủ tuổi Nhâm Tý nên nhớ là tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như sông, ao hồ, suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo. Ở phương diện tình cảm, gia đạo nhìn chung là không phát sinh xung đột nào quá nghiêm trọng, nhưng mâu thuẫn vụn vặt thường ngày vẫn khó tránh. Những khắc khẩu đơn giản nếu không được xử lý khéo léo và thỏa đáng cũng có thể dẫn đến tranh cãi gay gắt, ảnh hưởng hòa khí gia đình. Chỉ cần bản mệnh tiết chế cảm xúc, học cách chia sẻ nhiều hơn sẽ không cảm thấy áp lực về tinh thần. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Nhâm Tý, sinh năm 1972 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Nhâm Tý trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.